bạn yêu dấu của chị Banda nè. Thì chúc chị Banda chúc các bạn một ngày mới thật là vui vẻ nha. Ủa các bạn thấy không, sao mà Happy nằm ngoài gốc cây ngủ với ta? Để chị Banda ra ngoài xem coi tại sao trong nhà không ngủ mà Happy ra ngoài gốc cây Happy ngủ. Happy ơi Happy, tại sao ở trong nhà này Happy không ngủ mà Happy lại đi ra ngoài gốc cây Happy ngủ, kỳ vậy Happy? Ủa gì, Happy nực quá đó. Happy hết ra mày đây cho nó mát. Trời ơi, ra đây cho mát hả? Mà Happy nằm ở trên đất nữa. Trời ơi, nằm như vậy á, bệnh chết Happy ơi. Chị Bánh nè. Vậy Happy? Happy có câu này ngắn gọn lắm nhưng mà Happy không nói. Đó. Cái gì ngắn gọn vậy? Happy qua hả? Ủa sao qua? Hi, chị qua. Chào là hi. Ừ, chào nữa, bye. Trời ơi, quẩn chứ trả nè. Nè, để chị nghe chị Banda nói nè. Chị Banda thấy Happy á, nằm ở trên cái cục đất này thấy là thật tội nghiệp. Sợ Happy á, hả, bị bệnh. Để chị Banda làm cho Happy. Ê Happy hả? Happy, để chị Banda làm cho Happy cái võng ngoài này nha. Dạ. Cho Happy nằm ở trên này nè, khỏi có sợ bệnh. Ok, thì chị Banda sẽ hôm nay sẽ làm cho các bạn xem một cái bộ móc, cái võng nè, túi ngủ nè. Các bạn có thích không? Và nếu như các bạn thích những cái võng, những cái túi ngủ của chị Banda thì các bạn hãy nhớ nhấn like cho chị Banda nha. Thì hôm nay chị Banda sẽ review cái móc, cái võng cho các bạn xem nè. Chị Banda đã chuẩn bị sẵn ở trong rương rồi nè. Bây giờ chị Banda sẽ chế tạo ra những cái võng cho Happy nằm ở ngoài trời. Ơi, chị Banda cho Happy màu xanh đi. Màu xanh hả? Ok, từ từ thôi. Bây giờ á, ủa, lấy cái bàn chế tạo. Chị Banda sẽ chế tạo ra cái đã. Rồi, chị sẽ chế tạo cái móc trước nha. Đâu rồi, cái móc thì cần một phôi sắt ở đây. Và các bạn hãy để chỉ vào đây. Đó, nó sẽ ra hai cái móc. Rồi, bây giờ á, thì tiếp tục chị Banda sẽ chế tạo cái võng nha. À, cái võng thì sẽ như thế này, lem ngay chính giữa nha. Và để coi, hai cây gậy ở trên để chống nó lại. Nhâm. Và ba cọng chỉ nha. Ủa lộn, sorry, 6 cọng chỉ. Đây là cái võng tiếp theo. Và nếu như các bạn á, thích cái võng mình mà có màu thì các bạn sẽ nhậm màu cho nha. Happy thích võng màu gì nè? Màu xanh. Ồ, màu xanh đúng không? Đây, màu xanh thì nhậm bằng ngọc Luli. Ok, và đây cái túi ngủ màu gì Happy? Túi ngủ màu xanh nhạt đó nha. Xanh lá cây đi ha. Không, xanh nhạt. Xanh nhạt hả? Dạ. Chỉ có xanh lá mạ thôi hả? Kể đi. Màu xanh này đi, cũng đẹp luôn. Ok, bây giờ chị Banda sẽ đi văng võng cho Happy ngủ nha, Happy. Yeah. Đây, có cái võng. Chị Banda cái võng dễ thương lắm nè, Happy ơi, Happy à. Happy ơi, đây. Wow. Dễ thương ghê chưa? Happy nằm trong võng rất yêu ghê luôn các bạn ơi. Nè, cho Happy cái túi ngủ nè. Yay! Đây, đây, Happy biết chắc này. Đó. Ở đây dưới này là túi ngủ thì ngủ ban đêm mới được nha, ban ngày không ngủ được. Còn cái võng này á, ban ngày mình ngủ vẫn được luôn nha Happy. Và các bạn ơi, bây giờ á thì nếu như các bạn muốn cái võng đủ màu thì chị Banda sẽ lấy cái võng đủ màu ra cho Happy chơi nha. Ok, thì bây giờ nếu các bạn thích cái võng nhiều màu thì chị Banda sẽ văng nhiều màu ra xem coi cái màu nào đẹp nhất nha. Ủa, cái cục len này mình văng võng được không Happy? À, để chị Banda thử coi. Ủa, được luôn nè, cái ta. Nếu vậy thì bây giờ chị sẽ nhậm cái màu xanh này trước đi. Màu xanh này là xanh lục lan. Đâu rồi? Lục lan ha. Đây Happy giữ. Ủa vậy Happy chăng cái nào màu này? Đây thì chị Banda văng màu này trước nè. Wow Happy. Bây giờ mình làm cái chỏng cái len màu gì là cái chỏng màu đó luôn không? À. Màu xanh này màu xanh khác. Đâu đâu màu xanh nào? Ủa cái bàn chế tạo chị Banda đâu rồi Happy? Đó, không biết. Vậy là Happy đã đặt mất tiêu rồi, để chị Banda làm lại nha. À đây. Thì chị Banda sẽ nhậm đủ màu luôn đi, xong rồi mình chơi luôn một lượt. Ủa cái bạn, cái này hồi nãy chị Banda làm rồi. Giờ nhậm màu hồng đi. Đấy, màu hồng nè. Màu... No, không lấy màu hồng. Xanh lá cây nè. Màu... tím nè. Ủa không phải tím, mà là đỏ sậm. Ngộ thiệt ta, nhậm đi trang màu tím luôn ha. Và màu cam. Nhậm màu cam nha. Và đây, tiếp tục. Màu gì đi, đây mới là màu tím nè các bạn. Đấy, màu tím đây. Và kế tiếp là màu đỏ nha. Đây, đỏ. Còn màu chị gì Banda nữa? Chị Banda lấy đủ màu ra, có gì á đúng màu nào chị Banda đặt ra màu đó nha. Ok luôn, Happy đặt đi. Okay. Chị Banda nhậm túi ngủ luôn nè. Nhậm túi ngủ đủ màu luôn, mình trải ra mình chơi hết Happy. Dạ. Yeah. Túi ngủ cũng cho đủ màu luôn. À, màu hồng nè. Đấy, túi ngủ màu hồng. Yeah. Túi ngủ màu xanh nhạt. Đây. Túi ngủ màu gì đó. Màu đỏ sậm. Túi ngủ màu vàng. Túi ngủ màu tím. Có màu trắng không? Màu trắng thì không, cần phải nhậm Happy à. Ấy có màu đen không ta? Chắc
màu đen nhìn đi cần gì đó nè. Lấy màu đen luôn. Đây thử tôi lấy thử đi. Thôi mà thôi đi, chị Mina không thích màu đen lắm Happy rồi. Đây cái này màu xanh này giống xanh đập chuối quá à ta. Được rồi, mình đặt cái màu xanh này đi. Wow, nhìn cũng giống như bộ Happy. Này là màu tím đúng không? Tím. Đây, chị Mina lựa cho đúng màu tím nha. Tím đâu? Đây, tím đây. Chiêu chiêu. Cái bên này màu xanh này giống nãy có rồi quá ta. màu xanh đây, màu xanh. Ê, kéo kèo. Nha đi. Không có gì. Đây cái màu đỏ. Màu đỏ. Màu đỏ chứng tỏ. Đây. Ê, chỗ này có màu đỏ. Quá đẹp luôn. Ghê ta. Bây giờ không có màu hồng thì bên thì Happy. Ủa màu hồng có màu hồng mà Happy nè. Đây thì giờ lấy màu hồng. Đây, chị Mina sẽ dăng lên cái võng màu hồng bên đây. Bên đây màu hồng, màu hồng. Đây có màu hồng đây. Màu hồng nữ tính, màu hồng nam tính. Đây. Đây. Màu hồng 2 3 4 5 6 cái vòng. Ok, bây giờ tôi cứ ngủ nha. Cứ ngủ đâu rồi nhỉ? Đây, cứ ngủ đây. Đây, mình sẽ đợi xuống, cứ ngủ đây. Rồi, xong, đầy đủ cứ ngủ luôn cho cứ ngủ trùng màu với cái mấy cái võng luôn hả Happy? Đúng. Đây. Đi Happy. Dễ ra làm theo Happy đi. Làm gì vậy? Ấy, rồi xong luôn cái chỗ này bị xa quá. Thôi không sao đâu, bây giờ chị Benda cho cái túi ngủ hay cái võng này một cái giống như một cái võng luôn. Làm bớt cái cây đây đi. Wow. Bây giờ chị Benda cho túi ngủ ở đâu đây ta? À, đặt ở đây đi. Thôi qua đây đi cho đẹp qua đây. Đây, túi ngủ màu hồng đúng không? Làm ngay giường màu hồng luôn. Màu xanh. Ngay giường màu xanh luôn. Ủa lộn ngay cái võng màu xanh chứ. Màu gì nữa ta? Màu tím đúng không? Ngay cái màu tím luôn nè. Màu này màu đỏ thẫm hả? Đỏ thẫm thì không có. Để chị Benda nhậm cái màu đỏ thẫm, màu đỏ vô đây cái. Đâu rồi? Đây. Cái màu đỏ, lộn. Cái màu đỏ đây. Và thêm một cái nữa là màu xanh. Đây, màu xanh đây, có ở đây. Ok luôn. Ok, con dê hay bi ơi ra, màu đỏ đây. Chiêu chiêu. Đó. Đẹp chưa? Happy ơi, mình đã làm đủ màu rồi. Bây giờ Happy leo lên võng nằm đi Happy. Happy chọn màu xanh. Đâu, chọn đi, chọn màu xanh đi. Wow, ủa? Nằm cái màu xanh nè, dễ thương ghê. Chưa Happy nằm đúng đầu rồi. Đâu, Happy qua nằm đủ màu luôn rồi Happy. Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm một bộ diện thử giọng. Đó, và cái giọng này rất là đẹp và cũng rất là chất lượng. Đấy, nhảy mà không bị gì. Còn đây là một cái túi ngủ và nó dễ dàng ban đêm. Đấy. Happy đi ở cái túi ngủ đó đi, ngủ ban đêm thôi, ban ngày ngủ không được nha. Đó. Và tiếp theo là một cái giọng. Cái giọng này có một màu xanh. Và chúng ta có thể ngủ. Ô lỡ hay ngủ bất cứ khi nào. Ngủ ngược đầu. Đâu ngủ ngược đầu. Rồi, nằm cái giọng màu xanh này cảm giác như thế nào Happy? Ờ, giọng màu xanh này cũng đã. Cũng đã hả? Còn màu hường. Màu hường gì? Ấy màu hường này nằm ngay dễ thương quá à. Và tiếp theo là một cái giọng màu tím nằm cũng đã. Giọng màu tím có em như giọng màu hường không Happy? Không. Rồi ok, vậy qua cái giọng màu xanh này xem. Xanh chuối. Cái này đâu phải xanh chuối đâu, cái này là màu xanh dương. Đúng không nè? Đúng rồi. Ý như mình sẽ nằm thử. Nằm đi. Wow. Ôi Happy á, chà lết quá, sảm hết nguyên cái hàng giống này luôn. Màu đỏ lên, màu đỏ. Màu đỏ. Màu đỏ chứng tỏ em nhỏ. Màu vàng. Được. Màu vàng. Màu vàng hè. Ok. Và các bạn thấy sao cái bộ mốt võng nằm ngủ này của chị Benda có đẹp không nè? Và nếu như các bạn thích cái bộ mốt võng này á, thì các bạn hãy nhớ nhấn like và subscribe kênh chị Benda nha. Giờ thì chị Benda chúc các bạn một ngày vui vẻ nha. Bye bye. Bye bye.